phù dâu phù rể có cần thiết trong lễ cưới? Trong các lễ cưới phương Tây thường xuyên có sự xuất hiện của phù dâu và phù rể, và ở Việt Nam, những năm gần đây cũng vậy, ngày càng nhiều lễ cưới có sự góp mặt khá ấn tượng của đội ngũ phù dâu phù rể bên cạnh cô dâu chú rể trong lễ cưới. Vậy có bắt buộc cần phải có phù dâu phù rể trong ngày cưới hay không? Không giống như đội bê cháp chỉ có mặt trong lễ ăn hỏi, phù dâu và phù rể là những người hỗ trợ, sát cánh bên cô dâu chú rể trong suốt quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc lễ cưới. Họ hỗ trợ cô dâu chú rể trong mọi tình huống, chia sẻ cảm xúc, tìm hiểu dịch vụ, chụp ảnh cưới hay sát cánh bên cô dâu chú rể trong lễ cưới. Số lượng phù dâu phù rể không giới hạn hay phải theo số chẵn, số lẻ, cũng không nhất thiết số lượng phù dâu phải bằng số lượng phù rể, bởi bản chất phù dâu phù rể là những người thân thiết, gắn bó với tân lang tân nương, có thể sẵn sàng hỗ trợ họ trong mọi tình huống, nên mọi sự sắp đặt về số lượng hay lứa tuổi đều là không hợp lý. Tuy vậy, dù số lượng là bao nhiêu, nếu có thể, cô dâu chú rể nên chọn cho mình một phù dâu và một phù rể chính là những người gắn bó với mình nhất, hiểu rõ tâm tư, tính cách của mình để dễ dàng có những lời khuyên, tư vấn phù hợp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ cưới. Trong đám cưới hiện đại ngày nay, sự có mặt của phù dâu và phù rể là rất xu hướng nhưng chưa phải là thủ tục bắt buộc trong lễ cưới, nên điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô dâu chú rể. Sự có mặt của họ vừa làm đẹp hôn lễ, vừa hỗ trợ cho cô dâu chú rể trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ cưới, nên có lẽ không ai là không muốn đội phù dâu phù rể trong lễ cưới của mình. Đám cưới có bắt buộc phải có phù dâu phù rể hay không là câu hỏi không ít uyên ương đặt ra khi chuẩn bị tổ chức hôn lễ của mình. Đây hoàn toàn là quyết định của bạn, và dù quyết định đó là gì thì sự tự nhiên, thoải mái vẫn là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên dấu ấn trong lễ cưới trọng đại của bạn.